Chào mọi người, quý cô bác anh chị em cùng tất cả mọi người nhá, đã trở lại với kênh YouTube của em Hương này. Nên là thì lời nói đầu tiên em xin được kính chúc cả nhà luôn là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui để hạnh phúc, bình an, may mắn, thành công trong cuộc sống cả nhà nhá. Thì hôm nay em đang chuẩn bị làm cái video chia sẻ về cái cách cắt trái dưa leo thành hình bông hoa cả nhà. Đây dưa leo thì em vừa chuẩn bị đây rồi. Thì coi như bây giờ em đang chuẩn bị cắt cả nhà nhá, thì cả nhà theo dõi nhá. Để cắt cái này thì cũng là dễ rồi cả nhà. Thì trước tiên để cắt này nhá. Cắt này ra này. Như này trước này. Đấy, sau đấy cắt ra thành làm 8 phần bằng nhau của nhà nhá. Không tí bắt đầu cho cái miếng dưa vào là nó thành bông hoa. Đây, cắt cái này rồi này, sau đó này cắt cái đây, cắt miếng dưa ra nhá, cắt lý là cắt đều đều nó ra mỏng được rồi. Cắt nó ra nhá. Thế xong tiếp theo thì lại cho nó mỗi vừa đấy là cắt từng từng cái một cả nhà này, sau đó bây giờ lại cho cái miếng dưa này vào này. Cho miếng dưa vào là tí nó thành bông hoa ở nhà nhá. Trước tiên em cho nó vào trước. Cứ cho nó vào thành thành miếng một. Cái miếng dưa em cắt hơi dày cho nên là cho vào nó hơi khó tí, nhưng mà kệ, cho từng cái một là được. Ý là cho vào làm như nào, đừng để cho cái cánh như này cả nhà này. Đó.
đây cả nhà, đấy đừng có bông rồi nha. Như thế này. Thì sau đó này cái bên trên vía nhụy của nó thì em cho cái quả cà chua vào nhà này. Và đây là quả cà chua nhỏ này, quả dài quả ngắn rồi nhà nhá. Để cho quả ngắn này nhìn nó gọn hơn này. Đây cả nhà, sau khi em đã cho hết cái cánh của nó thành ba thành 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 từng cái một cả nhà nhá. Đây như được như thế này rồi này. Đấy. Thế sau bây giờ thì em đang tiếp tục dùng cái cắt cái dưa leo này để làm cái hoa trang trí nhá. Cái này thì là cắt ra làm 4 phần. Đấy, một này. Hai. Ba này. Và cái cuối cùng là 4 này, là 4 cắt, 4 cắt. Thế sau đó thì là như này này nhá. Đây này, 1 này, 2 3 4 này. Đấy, cánh này. Đấy, sau đó là để dùng hai cái cánh ở giữa này. Gập vào. Ý là gặp vào bên trong rồi cả cái này. Và vào bên trong thì nó được như này. Đấy, và gập xếp vào đây. Đấy, cái tiếp theo thì cũng cắt tương tự ra như thế thành làm 4, sau đó là lại gập vào bên trong rồi à. Cái này cũng dễ thôi. Đấy, xong gập vào một cái bên trong này này, một cánh này, sau đó là cánh bên tiếp theo là bên cạnh này. Gập vào là nó như này là nhà này. Đấy. Nó sẽ quanh đây. Cái tiếp theo cũng tương tự như thế cả nhà nhá. Thế cả nhà vừa nãy cắt thì là cái ý là cái cắt này này thì là nó ý nó y như nhau, nhưng bên vừa bảo đấy cắt làm 4 xong bắt đầu là gập hai bên trong nó vào, gập vào bên trong đấy, hai cánh gập vào bên trong đấy là thành ra cái hình như này cả nhà. Đây như cái này, cái này cắt ra là 8 phần, nó cho đâu rồi là cắt cắt cái miếng dưa nhỏ nhỏ ra, à, cắt mỏng mỏng ra, bắt đầu cho nó vào thành từng 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 cạnh một vào nhá, để nó thành một bông hoa luôn. Đây. Thế cái này cái ra cũng đơn giản thôi nhá, đây như này thôi. Thế ở nhà thì vừa đây em xin à vừa em chia sẻ cái làm cái video về cách cắt là trái dưa leo thành hình bông hoa, thì em xin dừng video đây cả nhà nhá. Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều đã luôn ủng hộ kênh em Thiên Lương Channel Channel nhá. Thì em xin video đây, hẹn cả nhà vào các video tiếp theo cả nhà nhá. Bye bye cả nhà nhá.